Cũng liên quan đến ma túy, tại Vĩnh Long, Tòa Nhân dân thành phố Vĩnh Long vừa đưa ra xét xử 5 bị cáo về các tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. 5 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Trần Ngọc Thảo, Dương Thanh Phong, Đào Hoàng Dũng, Nguyễn Thế Hùng và Nguyễn Huỳnh Thế Duy. Theo cáo trạng, vào tháng 11 năm 2022, cơ quan công an bắt quả tang Dũng đang cất giấu ma túy trên người. Qua lời khai của Dũng, lực lượng công an tiếp tục khám xét và bắt giữ các đối tượng còn lại. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Thảo 8 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Huỳnh Thế Duy 18 tháng tù giam, Dương Thanh Phong, Đào Hoàng Dũng, Nguyễn Thế Hùng mỗi bị cáo 1 năm tù giam cùng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Từng thực hiện 3 vụ cướp tài sản đều có tiền án tiền sự và nghiện ma túy, Đặng Xuân Quý và Đặng Quang Hưng cùng trú tại thành phố Phủ Lý vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, ngày 12 tháng 5, Quý và Hưng cướp giật túi sách của một người dân tại xóm 7 xã Liêm Trung, thành phố Phủ Lý. Sau 12 giờ gây án, cơ quan công an đã bắt được đối tượng Quý khi đang trên đường lẩn trốn và nhanh chóng bắt giữ được Hưng khi đối tượng đang lẩn trốn tại Hà Nội. Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát đi thông báo quyết định truy tìm người có liên quan đến vụ án giết người gây chấn động dư luận xảy ra tại huyện Diên Khánh, làm 3 người phụ nữ tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa quyết định truy tìm đối tượng Phan Danh Hưng, sinh năm 1986, quê quán tại xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, thường trú tại thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh. Đặc điểm nhận dạng của đối tượng là có nốt ruồi cách 2cm dưới sau đuôi mắt phải. Phan Danh Hưng được xác định là nghi can gây ra vụ thảm án vào rạng sáng ngày 2 tháng 6 tại thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, làm 3 người chết. Trước đó vào khoảng 5 giờ sáng ngày 2 tháng 6, tại nhà bà Lý Thị A ở thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, do mâu thuẫn gia đình, Phan Danh Hưng đã dùng dao sát hại vợ, một người cháu vợ và một người hàng xóm sang can ngăn. Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an địa phương, tổ chức các biện pháp điều tra và truy bắt nghi can gây án. Quần chúng nhân dân nếu phát hiện có thân nhân lai lịch và đặc điểm nhận dạng như trên, đề nghị báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, số điện thoại 0935 867676 76, gặp điều tra viên Nguyễn Quốc Bình hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất. Vận chuyển trái phép gần 10 kg ma túy, đối tượng Sồng A Hờ trú tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La vừa bị công an huyện Vân Hồ phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Sơn La và công an huyện Mộc Châu phát hiện bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 9,6 kg ma túy tổng hợp ketamin, một xe máy, hai điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan khác. Tại cơ quan công an, Sồng A Hờ khai nhận mua số ma túy trên ở phía bên kia biên giới của một người không rõ tên tuổi, mang về Việt Nam bán kiếm lời thì bị cơ quan công an bắt giữ. Một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam, sau đó vận chuyển qua nước thứ ba để tiêu thụ, cũng vừa bị công an tỉnh Lào Cai triệt phá, bắt giữ đối tượng tên Phàng Xeo Số, trú tại huyện Bảo Thắng, thu giữ 10 bánh heroin cùng một số tăng vật có liên quan. Tại cơ quan điều tra, Số khai nhận mua số ma túy trên của một người từ Điện Biên mang sang để bán kiếm lời, nhưng chưa kịp mang đi tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng bắt giữ. Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố đối tượng Nguyễn Toàn Thắng, sinh năm 1979, trú tại thị xã Sapa về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm 3,5 gam heroin, 1.500 viên ma túy tổng hợp. Đây là đối tượng chính trong chuyên án 10 bánh ma túy đã được công an tỉnh Lào Cai triệt phá. Thưa quý vị, luôn phải đối mặt với nguy hiểm tiềm tàng, liên tục đấu tranh với những đối tượng manh động liều lĩnh. Từ những vụ nhỏ lẻ cho đến những trọng án lớn, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội được ví von là những người hùng thầm lặng trong cuộc chiến với tội phạm hình sự. Khó khăn, vất vả, đối mặt với nhiều cạm bẫy nguy hiểm, thế nhưng những người lính hình sự luôn một lòng vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ kể cho quý vị câu chuyện về một chiến sĩ cảnh sát hình sự đang công tác tại thành phố Hải Phòng. Anh luôn mang trong mình lòng nhiệt huyết với tinh thần trách nhiệm như vậy. Trong 10 ngày, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đã xảy ra 5 vụ cướp tài sản. Từ lúc nhận báo án đến khi tóm gọn nhóm cướp tuổi tin, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Thủy Nguyên chỉ mất một thời gian ngắn
đã trả lại sự bình yên vốn có cho người dân. Trong năm qua, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Thủy Nguyên đã điều tra khởi tố 55 vụ án hình sự với 123 bị can, là một trong những đội dẫn đầu về thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm của công an thành phố Hải Phòng. Và những chiến công đó không thể thiếu bóng dáng của người đội trưởng cần mẫn, bản lĩnh, Trung tá Vũ Thanh An. Đồng chí làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo công an huyện về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Trực tiếp cùng với lại anh em cán bộ chiến sĩ trong đội tham gia nhiều cuộc trấn áp tội phạm, các loại đặc biệt là tội phạm hình sự, và không để hình thành các cái điểm nóng, những cái ổ nhóm tội phạm và những cái đường dây tội phạm phức tạp trên địa bàn. 25 năm công tác trong ngành, từ một học viên mới tốt nghiệp bước vào nghề còn nhiều bỡ ngỡ, đến người cán bộ điều tra dày dặn kinh nghiệm phá án, được cấp trên giao nhiều trọng trách quan trọng. Sự thành công đó xuất phát từ tinh thần nhiệt huyết, nỗ lực học hỏi, say mê công việc. Đối với Trung tá Vũ Thanh An, làm lính hình sự không đơn giản chỉ là công việc, nhiệm vụ mà là đam mê, là tình yêu khi Vũ Thanh An quyết định dấn thân theo nghiệp lính. Cảm giác mà sau khi được làm rõ một cái vụ án, nhất là những vụ án đặc biệt nghiêm trọng hoặc những vụ án phức tạp khó khăn thì nó cảm giác rất là sung sướng, rất là vui và rất là hạnh phúc. Cảm thấy người nó nhẹ hẳn đi. Và qua quá trình công tác thì nhìn những gương, học hỏi những gương của các chú, các anh đi trước, nhất là cái truyền thống của lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Hải Phòng, lực lượng H88. Đấy là những cái lý do để mà tạo lên cái niềm đam mê cho bản thân cá nhân tôi và cũng như anh em cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát hình sự hiện đang công tác. Huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đang trong quá trình đô thị hóa. Chính vì vậy, tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng phạm tội ngày càng trẻ hóa, manh động. Bằng những kinh nghiệm thực tiễn của mình, Trung tá Vũ Thanh An đã chia sẻ, động viên, dẫn dắt đồng đội của mình giành nhiều chiến công, đấu tranh triệt phá tội phạm, bảo đảm bình yên cho nhân dân. Đời sống sinh hoạt thì đồng chí An cũng luôn nêu cao tinh thần gương mẫu của một đồng chí, người là người đứng đầu đơn vị và luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, giữ gìn đoàn kết nội bộ và giữ gìn bí mật, tích cực giúp đỡ đồng chí đồng đội, anh em, đặc biệt là các đồng chí trẻ về mặt nghiệp vụ, về phong cách sống và cũng như là trong sinh hoạt thì cũng luôn hướng dẫn chỉ bảo anh em để anh em lực lượng hình sự của đội hình sự công an Thủy Nguyên là như một gia đình ở trong một cái tập thể lớn. Lính hình sự làm nhiều nhưng kiệm lời, luôn đối mặt với những cám dỗ, cạm bẫy. Thế nhưng trái tim của một đảng viên yêu nước, tinh thần của người lính luôn mong muốn giữ bình yên cho nhân dân đã giúp Trung tá Vũ Thanh An và đồng đội làm nên những chiến công được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều bằng khen, huân chương, danh hiệu. Sự tin tưởng của cấp trên, tin yêu của đồng đội chính là động lực để Trung tá Vũ Thanh An có cơ hội cống hiến, tiếp tục cùng các thế hệ viết nên những trang sử truyền thống đáng tự hào của lực lượng cảnh sát hình sự, giữ vững bình yên và hạnh phúc cho nhân dân thành phố Cảng, Hải Phòng. Sau 3 năm gián đoạn, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF đã khai mạc vào lúc 20 giờ tối qua với phần trình diễn mở màn của đội chủ nhà Việt Nam và đội tuyển Phần Lan, đội tuyển vô địch DIFF 2019. Khu vực khán đài hơn 5.000 chỗ ngồi đã được lấp đầy cùng với hàng nghìn khán giả theo dõi ở các tuyến đường. Vấn đề an ninh trật tự, an toàn giao thông được đặt lên hàng đầu. Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động tối đa quân số để triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy ở tất cả các khu vực. Đặc biệt năm nay, số lượng ghế ngồi trong khu vực khán đài được ban tổ chức bố trí là hơn 5.000 chỗ, chưa bằng 1/3 của năm 2019. Điều đó có nghĩa là số lượng khán giả tập trung tại các khu vực bên ngoài rất đông. Lực lượng công an thành phố đã chủ động bố trí lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự tại những khu vực này. Sau đêm thi đầu tiên, DIFF 2023 sẽ diễn ra cuộc tranh tài giữa các đội Canada, Pháp vào ngày 10 tháng 6, Úc, Ý ngày 17 tháng 6, Ba Lan, Anh ngày 24 tháng 6. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào tối ngày 8 tháng 7 với chủ đề Thế giới không khoảng cách. Lần trở lại này của DIFF 2023 sẽ tôn vinh sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch thế giới sau dịch bệnh.
Sau 12 ngày thi tài sôi nổi, Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc năm 2023 đã khép lại vào tối ngày 1 tháng 6 vừa qua tại tỉnh Hà Nam. 54 huy chương vàng, 60 huy chương bạc đã được trao cho các diễn viên xuất sắc. Trong đó, Nhà hát kịch Công an Nhân dân đã đạt 2 huy chương vàng và 3 huy chương bạc. Liên hoan do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức từ ngày 20 tháng 5, thu hút gần 1.000 diễn viên của 33 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trên cả nước với 106 trích đoạn thuộc các loại hình nghệ thuật chèo tuồng, cải lương, kịch dân ca, kịch nói, xiếc. Đối với hội diễn thì rất là nghiêm túc khi mà được làm nghề và được cọ sát với hội diễn là đầu tiên, và cái thứ hai đó là khi mà đi tham gia diễn thì tôi cảm thấy là mình sẽ được phát triển nghề nghiệp hơn này, và bên cạnh đó thì đối với các nhà hát khác thì mình sẽ được giao lưu và học hỏi kinh nghiệm diễn xuất của các anh chị, có thể nói là lớn hơn, và cũng như là các anh chị có nghề nghiệp hơn thì mình sẽ bổ trợ và giúp cho mình nâng cao tay nghề hơn trong cách diễn. Tại lễ bế mạc liên hoan, ban tổ chức đã vinh danh 54 diễn viên đoạt huy chương vàng, 60 diễn viên đoạt huy chương bạc. Trong đó có hai diễn viên của Nhà hát kịch Công an Nhân dân được trao tặng huy chương vàng là Đỗ Minh Hiếu với vai Người lang thang trong trích đoạn Người lang thang không cô đơn và Nguyễn Minh Anh với vai Vua Lia trong trích đoạn Vua Lia. Ngoài ra còn có ba diễn viên của Nhà hát kịch Công an Nhân dân được trao huy chương bạc. Qua cái hội diễn lần này thì chúng tôi cũng rất là hy vọng là sẽ đào tạo ra một cái thế hệ diễn viên là kế tiếp của đàn anh, và cũng là một cái tiền đề cho thực hiện những cái nhiệm vụ mới, và rất là mong khán giả trong cả nước cũng như là các lực lượng, các nghệ sĩ của các đoàn bạn là luôn luôn đồng hành cùng với Nhà hát Công an Nhân dân. Theo ban tổ chức, trong 106 trích đoạn có 85 trích đoạn thuộc các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống. Đây là điều đáng mừng vì trong điều kiện nhiều thách thức khó khăn, các nghệ sĩ nghệ thuật truyền thống vẫn thắp sáng khát vọng sáng tạo, giữ nghề, truyền nghề. Các trích đoạn hay có nghĩa là không phải chỉ chấm cho tài năng diễn viên chính, mà chấm cho các diễn viên tham gia cùng dự thi, cùng biểu diễn trong trích đoạn. Kể cả là diễn viên phụ rất ngắn, nhưng nếu mà diễn thực sự và hóa thân nhân vật, khắc họa được những nhân vật điển hình và xây dựng được tính cách nhân vật độc đáo thì chúng tôi vẫn chấm huy chương. Những tác phẩm tham dự liên hoan lần này tuy chưa phải là bức tranh hoàn chỉnh, khắc họa diện mạo của nghệ thuật sân khấu Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, nhưng cũng đủ các yếu tố để nhìn nhận, đánh giá về vị trí của nghệ thuật sân khấu trước đòi hỏi của đời sống xã hội và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân, nhất là đối với những nghệ sĩ, chiến sĩ của Nhà hát kịch Công an Nhân dân. Thưa quý vị, có một thực tế đáng lo ngại hiện nay là mô hình mời tham dự hội thảo nhưng bản chất là bán thẻ du lịch đã xuất hiện ở nhiều địa phương và được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp. Theo đó thì số người dân gặp rủi ro với loại hình này ngày càng tăng cao. Các công ty cung cấp dịch vụ đã có những chiêu thức nào để dẫn dụ người dân đặt bút ký vào những hợp đồng như vậy? Và loại hình này cần được giám sát, quản lý ra sao trong thời gian tới? Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong tiểu mục Vấn đề và chính sách ngay sau đây. Đánh trúng tâm lý, thích đi du lịch của người dân, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ du lịch kỳ nghỉ gia đình Hạnh Phúc, gọi tắt là công ty HFV, trụ sở tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, đã mời chào những gói kỳ nghỉ cao cấp với giá rẻ. Tuy nhiên sau khi ký kết, nhận nhiều tỷ đồng của khách hàng thì công ty không thực hiện theo cam kết mà đóng cửa, cắt đứt liên lạc. Nhiều khách hàng giờ trở thành nạn nhân của công ty đã rất bức xúc với chiêu trò của công ty này. Hiện nay đang là cao điểm mùa du lịch, đã xuất hiện thêm một số công ty khác hoạt động với thủ đoạn tương tự. Thậm chí có người từng là nhân viên của HFV và họ tiếp tục chào mời, dụ dỗ khách hàng bỏ tiền để mua các kỳ nghỉ. Vâng ạ, trước hết xin cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Hà đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi. Thưa ông, là thời gian vừa qua thì liên tiếp xuất hiện tình trạng các doanh nghiệp mời chào người dân đến tham gia hội thảo du lịch để tặng các kỳ nghỉ miễn phí. Nhưng thực chất ở đây là họ mời chào để mua sở hữu một kỳ nghỉ. Vậy thì theo ông, bản chất của hoạt động này là như thế nào ạ? Bản chất của cái mô hình gọi là bán cái thẻ du lịch này là cái mô hình là tham xe. Cái mô hình tham xe này là cái mô hình mà gọi là sở hữu cái kỳ nghỉ. Và cái mô hình này thì ở thế giới thì cũng đã có rồi. Và ở Việt Nam thì một số các cái doanh nghiệp cũng đang triển khai cái mô hình này. Rõ ràng là các cái đơn vị này mong muốn là bán được nhiều
cái kỳ nghỉ du lịch với cái giá gọi là giá ưu đãi ở tại thời điểm đấy, làm sao mà đánh vào cái tâm lý của khách hàng là mua được rẻ. Và cái mục tiêu của họ cuối cùng là họ càng bán càng nhiều thì thu lời và thu được cái dòng tiền vào ngay tại cái buổi hội thảo càng nhiều càng tốt. Và dẫn đến là người tiêu dùng bị đánh vào cái tâm lý là mua được giá rẻ, vì vậy mà không xem kỹ được cái hợp đồng. Và bản chất của nó là người tiêu dùng chưa hiểu rõ tất cả những cái đơn vị cung cấp cũng như là mô hình, mà chỉ quan tâm đến cái vấn đề giá, và dẫn đến là có thể sẽ phát sinh những cái tranh chấp về sau. Thưa luật sư, thì ở đây thì người dân đã mắc những sai lầm gì khi đặt bút ký với những bản hợp đồng này thưa ông? Như tôi đã nói ở trên ấy, là khi mà người dân được dẫn dụ vào tham gia vào một số các cái hội thảo, vì vậy mà họ quyết định ký vào cái hợp đồng và xuống tiền rất là nhanh, trong khi đó không xem kỹ về các cái điều khoản của hợp đồng. Mà chúng ta biết là những cái điều khoản của hợp đồng này là do đơn vị cung cấp dịch vụ người ta soạn thảo, chứ không phải là do người dân được đàm phán từng cái điều khoản một. Và phần lớn là rất nhiều các cái điều khoản đấy thì có lợi cho bên cung cấp dịch vụ hơn và không bảo vệ quyền lợi của người mua. Bên cạnh đó thì có một số các cái dấu hiệu về việc lừa dối khách hàng. Tuy nhiên thì khi mà lừa dối khách hàng như thế thì phải người mua phải có cái tài liệu để chứng minh. Tuy nhiên thì tại thời điểm đó không có bất kỳ một cái tài liệu nào, và họ dẫn vào một cái phòng kín để họ thuyết phục người mua, và họ có một cái kịch bản sẵn. Thế thành ra là người tiêu dùng hoàn toàn là bất lợi. Và trong trường hợp mà tố cáo ra cơ quan pháp luật cũng rất là khó, bởi vì cơ quan pháp luật phải làm việc dựa trên cái chứng cứ của các bên chứng minh. Thì đấy là cái mà người tiêu dùng đang bị hớ và đang bị bất lợi trong các cái giao dịch này. Theo ông, thời gian tới thì những hoạt động liên quan đến cái việc doanh nghiệp đưa ra những gói sở hữu kỳ nghỉ này cần được giám sát và kiểm soát ra sao để tránh các tình trạng tương tự người dân khiếu kiện cầu cứu như thời gian vừa qua? Hiện nay thì với cái thông tin mà người tiêu dùng cung cấp như thế, đây là một cái dữ liệu rất là quan trọng cho các cơ quan quản lý trong cái việc là kiểm tra, thanh tra, giám sát các cái hoạt động của các cái cơ quan này, của các cái doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này. Nếu mà có cái hành vi vi phạm thì chúng ta phải xử lý và thông cáo báo chí một cách rõ ràng và cảnh báo người tiêu dùng. Thì gần đây thì Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng đã có những cái thông báo chính thức trên cái trang web của mình gửi đến người tiêu dùng. Thì đây là một cái động thái mà tôi nghĩ là cũng là cần thiết. Tuy nhiên thì ngoài ra thì chúng ta thấy là nó có những cái vấn đề rất là khó khăn, là bây giờ cái vụ việc mà đưa ra khởi kiện tại cơ quan tòa án thì cái thời gian tương đối là lâu, người tiêu dùng cũng rất là khó để cung cấp chứng cứ và lấy lại được cái quyền lợi của mình. Và bên cạnh đó thì có cái bản án ra nhưng mà cái doanh nghiệp đấy lại khó khăn, đặc biệt là cái tình trạng du lịch và bất động sản hiện nay nó rất là khó, và người tiêu dùng lấy lại cái số tiền là thực sự là gian nan. Thì đấy là những cái cảnh báo mà tôi nghĩ là chúng ta cần phải xem xét trong thời gian tới. Vâng, qua những gì ông vừa phân tích thì theo ông, bài học rút ra cho mỗi người dân trước khi đặt bút ký những bản hợp đồng này là như thế nào thưa ông? Chúng ta khi mà đến những cái hội thảo hội nghị đó thì chúng ta không nên ký hợp đồng ngay, mà chúng ta cần phải có cái thời gian để xem xét kỹ về cái nhà cung cấp, rồi các cái mô hình, rồi cái thời gian thanh toán, chứ không chỉ xem về giá. Thì đấy là cái quan trọng. Thứ hai, tất cả những cái buổi đàm phán đấy chúng ta nên có cái biên bản để mai kia còn có cái thông tin để cung cấp nếu mà chúng ta họ có cái hành vi lừa dối khách hàng. Thứ ba là hiện nay những người dân mà thấy rằng mình bị lừa dối thì lên tập hợp và có những cái thông báo đến cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như là các cơ quan như Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, hoặc là có thể khởi kiện ra tòa dân sự để đòi bồi thường cái thiệt hại của mình, hoặc là phản ánh trực tiếp đến cơ quan bán đó để tiến hành là thu hồi cái số tiền mà mình bị lừa dối nếu có. Vâng, rõ ràng người dân cần tỉnh táo trước những lời mời chào của doanh nghiệp, thì có như vậy thì mới tránh vào cái tình trạng là bút xa thì gà chết. Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ hữu ích của luật sư với khán giả truyền hình ANTV. Nhiều chính sách mới về y tế có hiệu lực từ tháng 6 này tác động và liên quan đến nhiều đối tượng. Nội dung chi tiết trong cụm chính sách sau đây. Thay đổi hồ sơ khám sức khỏe có hiệu lực từ ngày 20 tháng 6 năm 2023, thông tư số 09 của Bộ Y tế quy định về nội dung khám sức khỏe,
trong đó có hồ sơ khám sức khỏe của người khám sức khỏe định kỳ sẽ được sửa đổi, bổ sung một số điều. Cụ thể, khám nội khoa, tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, thận, tiết niệu, nội tiết, cơ xương khớp, thần kinh, tâm thần, mắt, tai, mũi họng, răng hàm mặt, da liễu, phụ sản, vân vân. Hà Nội đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ 70 đến dưới 80 tuổi. Theo dự thảo nghị quyết, quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi, người khuyết tật nhẹ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người thuộc hộ gia đình, nông, lâm, riêng nghiệp, có mức sống trung bình trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2024 đến 2025 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội. Đối tượng là người cao tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi, người khuyết tật nhẹ đang thường trú tại Hà Nội, chưa có thẻ bảo hiểm y tế, được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các cơ sở giáo dục quốc dân tại Hà Nội chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được hỗ trợ thêm 70% mức đóng bảo hiểm y tế. Người thuộc hộ gia đình, nông, lâm, riêng nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của thành phố Hà Nội được hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế. Thời gian hỗ trợ mức đóng cho các nhóm đối tượng nêu trên bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Không được sử dụng hình ảnh bác sĩ để quảng cáo bán hàng đa cấp. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 18/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Theo nghị định này, doanh nghiệp bán hàng đa cấp không cung cấp thông tin về thực phẩm bằng hình thức sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, uy tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế, thư cảm ơn, lời cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế, không cung cấp thông tin về thực phẩm có nội dung đăng tải, dẫn, trích dẫn hoặc nêu ý kiến người bệnh mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 6 năm 2023.